Chào các em thân mến, ngày hôm nay chúng ta cùng học lesson 2 nha các em. Chúng ta có những từ vựng sau đây. Trong lesson 1 chúng ta đã học kia là ai, chúng ta sẽ giới thiệu that is, đúng chưa nào? Ví dụ cô có kia là Peter thì cô sẽ nói that is Peter. Ngày hôm nay chúng ta cùng hỏi nha các em. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi kia có phải là Peter không? Như vậy trong trường hợp này rất đơn giản, các em sẽ chuyển cho cô cái từ is này ra đằng trước cho cô nhé. Đó, như vậy chúng ta có is that Peter? Các em nhớ lên giọng cho cô nhé. Khi các em đưa cái từ is này ra đầu câu, như vậy là chúng ta sẽ chuyển thành câu hỏi nha các em. Đây, có dấu chấm hỏi đằng sau và chúng ta dịch là kia có phải là Peter không? Is that Peter? Kia có phải là Peter không? Nếu phải thì các em sẽ trả lời yes, it is. Yes, it is. Nghĩa là phải như các em. Còn nếu không phải các em sẽ nói no, it isn't. It isn't. It is Tony. Không, không phải, nó là bạn Tony. Như vậy no thì các em sẽ thêm cho cô cái chữ isn't vào nha các em. Khi các em nói no, các em nhớ là thêm cho cô chữ isn't. Và chúng ta đọc là no, it isn't. Chú ý, it isn't bằng với it is not. Như vậy cái chữ isn't này chính là viết tắt của cái chữ not nha các em. Isn't chính là của cái chữ not. Ok, bây giờ các em hãy cùng nghe và lặp lại theo cô nhé. Is that Peter? Is that Peter? Yes, it is. No, it isn't. It is Tony. Và bây giờ chúng ta cùng vào bài nhé các em. One, look, listen and repeat. Trong bài 1, các em sẽ cùng nhau nhìn, lắng nghe và lặp lại. Các em thấy A, trong bức tranh A, bạn Mai và bạn Nam đang chỉ xa xa, đúng chứ nào? Bạn Mai hỏi kia có phải là bạn Tony không? Bạn trả lời yes là phải, đúng chưa? Các em hãy cùng nhau nghe và lặp lại nhé. Is that Tony? Is that Tony? Các em nhớ lên giọng cho cô nhé. Is that Tony? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Câu B. Is that Quan? Is that Quan? Kia có phải là Quan không? No, it isn't. It's Wong. No, it isn't. It's Wong. Không, không phải. Đó là Phong. 2. Point and say. Trong bài 2, các em cùng nhau chỉ và nói cho cô nha các em. A, chúng ta có bạn nào đây? Yes, đây chính là bạn Peter nha các em. B, chúng ta có bạn Tony. Ok. C, đây là bạn nào? Yes, đây là bạn... Ok. Đây là bạn Hoa, đúng chưa nào? D, và đây là bạn Linda. Bây giờ các em hãy cùng nhau đóng vai nhé. Một bạn hỏi mẫu câu is that, kia có phải là ai đó, các em cộng với tên. Và các em sẽ trả lời dựa vào đáp án yes hoặc là no nhé. A. Is that Peter? Is that Peter? Class, is that Peter? Kia có phải là Peter không các em? Yes, it is. Good. Câu B nào. Is that Tony? Is that Tony? Yes, it is. Câu C nào. Is that Mai? Kia có phải là bạn Mai không? No, it isn't. It's Hoa. D. Is that Mary? No, it isn't. It's Linda.
3. Let's talk. Trong bài 3, các em cùng luyện tập nói cho cô nhé. Chúng ta có bạn Linda và bạn Peter. Các em sẽ cùng nhau sử dụng mẫu câu is that cộng với tên nha các em. À, bạn Linda hỏi is that Quân? Kia có phải là bạn Quân không nào? Đây, bạn này là Quân nha các em. Is that Quân? Nếu phải thì chúng ta sẽ nói yes, it is. Yes, it is. Bây giờ các em sẽ cùng nhìn vào bức tranh cô hỏi và các em thử trả lời cho cô nhé. Now, is that phong? Is that phong? Good. Yes, it is. Look. Is that my? Is that my? No, it isn't. It's her. Look. Is that my? Is that my? Yes, it is. Trong bài 4, các em cùng nhau listen, lắng nghe và đánh số cho cô nhé. Các em sẽ cùng nhau đánh số theo bức tranh 1, 2, 3, 4 các em nghe. A, chúng ta có bạn Peter. Câu B, chúng ta có bạn Tony. Câu C là bạn Linda. Và câu D là bạn Mai. Các em cùng nghe xem kia là bạn nào nhé. Now listen and number. 1. Is that Linda? Yes, it is. 2. Is that Peter? No, it isn't. It's Tony. 3. Is that Peter? Yes, it is. 4. Is that Linda? No, it isn't. It's my. Now listen again. Các em hãy cùng nhau nghe lại một lần nữa và kiểm tra đáp án cùng cô nhé. 1. Is that Linda? Yes, it is. Is that Linda? Yes, it is. Kia có phải là bạn Linda không? Đúng vậy. Như vậy số 1 chúng ta sẽ đánh vào C. 2. 2. Is that Peter? No, it isn't. It's Tony. Is that Peter? No, it isn't. It's Tony. Kia có phải là bạn Peter không? Không, đó là bạn Tony. 2B. 3. Is that Peter? Yes, it is. Is that Peter? Yes, it is. Kia có phải là bạn Peter không? Đúng vậy. 3A. 4. Is that Linda? No, it isn't. It's my. Okay, is that Linda? No, it isn't. It's my. Đó chính là bạn Mai. 4D. 5. Trong bài 5, các em cùng nhau nhìn, đọc và trả lời cho cô nhé các em. A. Is that Linda? Is that Linda? À, kia có phải là bạn Linda không? Các em hãy quan sát tranh cho cô nào. Good. Như vậy chúng ta trả lời là yes, đúng chưa nào? Yes. It is. Câu B nào? Is that Peter? Is that Peter? Kia có phải là bạn Peter không các em? À no, đúng chưa nào? No, it isn't. No, it isn't. It's Tony. 3.
Is that phone? Is that phone? Good. Yes, it is. 4. Is that Nam? No, it isn't. No, it isn't. Không phải, đúng thế nào? 6. Let's play. Trong bài 6, các em cùng nhau chơi trò chơi. Hãy xếp hàng và sau đó tạo thành câu như các em. Mỗi bạn sẽ cầm một bức tranh tương ứng với một chữ và chúng ta sẽ sắp xếp lại thành một câu. Ví dụ như là This is land. Và sau đó chấm. Ok, bài của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong lesson 3. Goodbye.